Theo quy định mới tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, thì bằng lái B1 không chạy ô tô khi được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, tại điểm C khoản 1 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về phân hạng giấy phép lái xe. Theo đó, hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1, xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Như vậy, có thể thấy theo quy định mới thì bằng lái xe hạng B1 đã không còn cấp cho người lái xe ô tô. Thay vào đó, tại điểm D khoản 1, điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định như sau. Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu muốn lái xe ô tô mà chưa có bằng lái, thì người dân phải đăng ký sát hạch bằng lái hạng B thay vì hạng B1 như trước đây. Đối với những ai đã có bằng lái xe B1 trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì vẫn sẽ được tiếp tục sử dụng theo thời hạn được cấp ghi trên giấy phép lái xe theo khoản 1 điều 89 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo khoản 1 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 đã quy định về các hạng của giấy phép lái xe áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể như sau, giấy phép lái xe hạng A1. Đối tượng cấp, người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Giấy phép lái xe hạng A. Đối tượng cấp, người lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe hạng B1. Đối tượng cấp, người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe hạng B. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô chở đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Giấy phép lái xe hạng C1. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến trên 3.500 kg đến 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B. Giấy phép lái xe hạng C, đối tượng cấp, người lái xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg. Các loại xe ô tô tải quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B và hạng C1. Giấy phép lái xe hạng D1. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, đến 16 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C. Giấy phép lái xe hạng D1. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô chở người trên 8 chỗ không kể chỗ của người lái xe, đến 16 chỗ không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C. Giấy phép lái xe hạng D2. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô chở người kể cả xe buýt trên 16 chỗ không kể chỗ của người lái xe, đến 29 chỗ không kể chỗ của người lái xe. Các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1. Giấy phép lái xe hạng D. Đối tượng cấp, người lái xe ô tô chở người kể cả xe buýt trên 29 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô chở người
giường nằm, các loại xe ô tô chở người quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe các hạng B, C1, C, D1, D2. Giấy phép lái xe hạng BE đối tượng cấp. Người lái các loại ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Giấy phép lái xe hạng C1E đối tượng cấp. Người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Giấy phép lái xe hạng CE đối tượng cấp. Người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng C kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Xe ô tô đầu kéo, kéo semi rơ móc. Giấy phép lái xe hạng D1E đối tượng cấp. Người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D1 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Giấy phép lái xe hạng D2E đối tượng cấp. Người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D2 kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Giấy phép lái xe hạng DE đối tượng cấp. Người lái các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng D kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 750 kg. Xe ô tô chở khách nối toa. Ngoài ra, đối với các trường hợp người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1, người khuyết tật điều khiển xe ô tô số tự động có kết cấu phù hợp với tình trạng khuyết tật thì được cấp giấy phép lái xe hạng B, người điều khiển xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ phải sử dụng giấy phép lái xe có hạng phù hợp với xe ô tô tải hoặc xe ô tô chở người tương ứng. Khoản 2, 3 và 4. Điều 57 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư 06/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 26/2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và thông tư số 27/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Thông tư số 06/2024 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2024, bổ sung điều 9A về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp nhà nước được quy định như sau. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, công ty giả soát và quyết định việc tiếp tục duy trì hoặc sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới thang lương, bảng lương, phụ cấp lương kèm theo tiêu chuẩn áp dụng đảm bảo quy định tại khoản 2 điều 9A thông tư 26/2016. Sửa đổi bổ sung bởi thông tư 06/2024 làm cơ sở để xếp lương, bảng lương, trả lương và thực hiện các cơ chế, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định đảm bảo quỹ tiền lương xác định trên cơ sở tổng tiền lương trong năm của tất cả người lao động tính theo các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương của công ty không được vượt quá quỹ tiền lương, kế hoạch của người lao động theo quy định tại thông tư 26/2016, sửa đổi bổ sung bởi thông tư 06/2024. Khi sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng, ban hành mới thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện. Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Huy Hưng cho biết, Cục đang hoàn thiện dự thảo 2 thông tư và tiếp tục triển khai 2 nghị định bổ sung về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với doanh nghiệp nhà nước, quy định tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể. Liên quan nội dung điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, ông Nguyễn Huy Hưng cho biết, công tác điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã được Cục hướng dẫn và triển khai đến các doanh nghiệp. Qua theo dõi, các doanh nghiệp cơ bản không gặp khó khăn hay vướng mắc trong việc thực hiện, góp phần đảm bảo thu nhập cho người lao động. Cục cũng tiến hành điều tra lao động, tiền lương trong doanh nghiệp để có dữ liệu phục vụ cho việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2025.
Nhìn chung, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ổn định, các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể tiếp tục được đẩy mạnh, hạn chế các cuộc đình công và giải quyết nhanh các mâu thuẫn phát sinh. Đời sống của người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,5 triệu đồng một tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.